Mọi người có thấy chiếc tàu xa xa không? Đó là tàu điện trên không. Bây giờ là hai vợ chồng mình sẽ đi cái tàu đó qua bên đảo Sentosa nha mọi người. Đó, nó đi mất tiêu rồi. Nhưng mà hình như nó đi hơi chậm các bạn. Đây, cả nhà mình đang đứng chờ tàu điện. Không biết tàu này nó chạy đẹp hay không, tí nữa quay mới biết được. Máy bay kìa. Máy bay sao nó đứng một chỗ vậy em? Có cái tàu đi qua kìa. Sentosa đó, thấy cái tên nè. Ủa, cái nước nó xanh dữ hò. Nó nước dưới là màu xanh nhạt. Nước dưới đây hả? Wow. Đẹp hoa nước trong hò. Mọi người thấy gì chưa? Xa xa kia là cái quả cầu University. Còn phía bên này là một hàng xe bánh này nọ, kem đủ các kiểu. Wow. Cửa hàng Lego. Trong đây có rất là nhiều đồ chơi dành cho các bạn trẻ. Cuối cùng thì ta cũng đã đến đây để check in rồi các bạn. Nắng quá bịt khẩu trang nè. Và Suna bịt giống như con ma luôn. Rồi. Như vậy là tới khu vui chơi University. Đây là khu vui chơi kết hợp với điện ảnh Hollywood nha mọi người. Có rất là nhiều cái trò chơi liên quan đến các bộ phim mà các bạn hay xem ở trên các rạp ở Việt Nam thôi. Đây là cửa hàng Hello Kitty. Còn đây là cửa hàng Minion. Có còn Kung Fu Panda các bạn ạ. À. Đây. Mặt đó kìa. quá trời rộng nữa các bạn ạ. Nắng cực luôn rồi. Đi qua đây phải đem theo ô dù hoặc là phải bôi kem chống nắng. Còn mình thì mình rất là thích nắng nên là mình không có cần bôi kem chống nắng. Mình thích tắm nắng các bạn ạ. Làm sao da càng ngày càng đen càng tốt. Đây là hai mẹ của tôi đã bị lạc và lên đây. Thôi đi chơi nè, đi. Let's go. Wow. À, thấy gì chưa? Ui. Cái đó mới đã các bạn. Trượt mới đã, còn bên đây Transformer nè các bạn. Ngầu chưa? Ngầu đét đèn đẹp luôn. Các bạn giống như Ultimate. Hình như không phải Ultimate các bạn. Bên kia thì con vàng vàng thì các bạn biết rồi. Đi tiếp. Mình đang đi tới chỗ kim tự tháp Ai Cập các bạn ạ. Ở đây thì nắng thì ước gì không khí ở đây mà giống như không khí Đà Lạt thì tốt biết mấy. Thì cái khu này là banh sát luôn. Ui. Hai vợ chồng mình đi vô kim tự tháp Ai Cập. Nghe sợ quá ha. Ui. Ui cái gì đây nè? Xương. Wow. Tự nhiên vô đây lạnh người ha. Mát mát. Đi nhanh lên, chạy đi. Đi đường nào? Bên đây. Gì? Đi, đừng có sợ. Đi. Yên tâm. Vô đây đúng không? Ai hú vậy? Kìa. Sợ không? Em đi trước đi. Cái này giống mê cung đó các bạn. Đây mình đang đi ở trong mê cung nè. Còn mình sẽ lên tàu như thế này nè các bạn. Suy ra mình chuẩn bị lên tàu đó em.
tàu tối lắm, không quay được đâu các bạn. Đây là cái mặt bọn mình sau khi chơi kim tự tháp nè. Đờ đẫn người. Bây giờ thì bọn mình bắt đầu chơi một trò chơi rất hấp dẫn. Transformer các bạn ạ. Đây. Bọn mình đang đi vào. Không biết. Quá trời hấp dẫn rồi các bạn. Đẩy nhanh lên, chạy nhanh. Suna sợ không Suna? Không. Không sợ hả? Không biết là vô trong nó có cho mình quay hay. Nhưng mà đi ở ngay chỗ này thì nó cho quay. Còn vô trong thì chắc không quay ra quay đâu. Nhìn thiết kế rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn giống như ở ngoài không gian vậy. Có đeo kính nữa. Nó bay ra ngoài. Rồi, đây là điểm bắt đầu các bạn ạ. Ồ, có một chuyến xe nó đưa tới đón tới à mọi người. Đó. Lên chuyến xe đó. Hấp dẫn. Một mình lên xe rồi các bạn ạ. Đây nè. Rồi. Sau khi chơi trò đó xong và nôn rồi. Rồi, đây là nhìn nè. And stop the Decepticons from retrieving the Allspark. Automode. Đây. Đang biểu diễn các bạn. Đây NASA nhà mình mới mượn được xích lô. Buồn ngủ dữ rồi. Còn Suna sau khi chơi Transformer thì cái mặt quay lại coi. Mặt những ánh mắt thờ thẫn, những nụ cười ngờ ngờ. Còn mình sau khi đi chơi công viên Kỷ Jura đây. Mặt mình nè. Ồ, lộn ngược luôn kìa. Suna chơi không? Chơi cái... Trời ơi, chơi này đi vui lắm. Chơi này nè. Kìa, đó không? Mẹ mình đòi chơi trò kim tự tháp. Cái mặt Suna sau khi chơi trò kim tự tháp với trò Transformer. Đây là lúc mẹ tôi chưa chơi kim tự tháp. Và bây giờ let's go. Và đây là mẹ tôi sau khi chơi. Đang cố gắng gượng cười, chuẩn bị nôn mà. Đang cố gắng gượng cười.